cấp cho khách hàng niềm tin. Hiển nhiên là khách hàng sẽ dễ mua hàng trên các website hoặc fanpage nổi tiếng hơn so với những nơi bán hàng chưa có tiếng tăm. Khách hàng sẽ thường trực sự nghi ngờ khi mua hàng. Chính điều này làm cho tỷ lệ chốt đơn hàng của bạn giảm đáng kể. Vậy làm sao để có niềm tin từ khách hàng? Thứ nhất, fanpage của bạn phải có đầy đủ thông tin cơ bản. Bạn click vào phần giới thiệu và điền đầy đủ thông tin cần thiết. Trong trường hợp bạn không có địa chỉ cửa hàng, hãy cứ lấy địa chỉ nào đó của xưởng sản xuất rồi tư vấn cho khách. Khách thường sẽ tin tưởng và không tới tận xưởng khi mua lẻ. Thứ hai, hãy làm cho fanpage của bạn lớn hơn thực tế nhiều lần. Thế nào là lớn hơn thực tế nhiều lần? Thường các shop trên 90% là kinh doanh nhỏ và lẻ. Do vậy, tiềm lực tài chính, kinh tế và cơ sở vật chất gần như chưa có gì nhiều. Việc lấy lòng tin của khách hàng, nếu bạn không có gì thì gần như là điều rất khó. Hãy phóng đại hiện thực và tỏ ra chuyên nghiệp cao. Nếu là sản phẩm hàng dệt may, thời trang, nếu không có sẵn cửa hàng hoành tráng, hãy lấy ảnh của xưởng sản xuất ở đâu đó để cho lên website hay fanpage của bạn. Một số người cho đó là hành vi xấu, nhưng dù sao bạn đảm bảo được chất lượng, hậu mãi của sản phẩm của bạn cho khách hàng, thì đó là điều bình thường trong kinh doanh. Hãy trưng diện tất cả những gì bạn có thể trên fanpage, website để khách hàng thấy được độ chuyên nghiệp của bạn, ít nhất là bằng cảm quan. Và kể cả ngay khi bạn không có thì hãy tạo ra nó. Việc bán hàng online ngày sẽ thêm khó khăn, do vậy khách hàng ngày càng cẩn trọng trong mua hàng. Hãy chăm chút hơn cho hình ảnh của fanpage của bạn. Thứ ba, website là yếu tố cần thiết để bán hàng online. Fanpage Facebook bản chất là một dạng website và Facebook không muốn bạn cần thêm website nào khác. Nhưng thực tế khách hàng thường tin tưởng hơn rất nhiều khi bạn có website. Nó như một ngôi nhà ảo trên thế giới thực. Việc lập fanpage và mua fanpage có thể diễn ra khá nhàn nhã và nhanh chóng. Chính điều này làm giảm sự tin tưởng đối với fanpage của bạn. Website là nơi bạn có thể ghi đầy đủ và thể hiện dễ dàng mọi vấn đề đối với khách hàng khá tập trung. Không cần cầu kỳ, hãy có website. Thứ tư, hãy dựa vào ông lớn mà sống. Niềm tin nơi những sản phẩm có thương hiệu thì rõ ràng không cần bạn phải chứng thực nữa rồi. Việc bán các sản phẩm này luôn chỉ còn là vấn đề về gì và tính năng sản phẩm có phù hợp với người tiêu dùng hay không thôi. Nếu bạn là người không có kinh nghiệm, không có tiềm lực cao thì tốt nhất hãy kinh doanh hàng có thương hiệu. Điều này rất quan trọng khi bạn chưa có nhiều niềm tin với khách hàng của mình. Thứ năm, đưa ra căn cứ chứng thực cho sản phẩm bạn đang bán mỹ phẩm. Một sản phẩm rất thông dụng và được rất nhiều người quan tâm, và bạn đang rất khó khăn khi thuyết phục người liên hệ của mình quyết định việc đồng ý mua sản phẩm. Điều đó là tất nhiên khi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp, không phải là mặt hàng có thể dùng bừa bãi. Họ rất nghi ngại khi sản phẩm với thương hiệu không nổi tiếng, có an toàn với da mặt hay không, hay đơn giản có phải là sản phẩm giả hay không, chứ chưa nói đến việc tác dụng của nó như thế nào. Việc bán sản phẩm mà không chứng thực được những điều trên ở ngay trên nội dung quảng cáo thì là một sai lầm lớn của người bán hàng. Bạn cần chuẩn bị sẵn những chứng thực cho sản phẩm về. Thương hiệu sản phẩm đã đạt được những danh hiệu gì? Thành phần nào của sản phẩm thỏa mãn tính năng và tác dụng đó? Có dẫn chứng khoa học rõ ràng. Các loại giấy chứng nhận của sản phẩm của các tổ chức, hình ảnh hoặc video của người đã dùng sản phẩm, người dùng uy tín và khách hàng có thể tin tưởng được. Video trình chiếu các hình thức tác dụng, chất liệu, trình bày rõ ràng nhất có thể về lợi ích, tính năng và đặc điểm của sản phẩm. Bạn không có những điều trên, vậy bạn chỉ nên bán sản phẩm cho người quen, chứ nói thật bạn không có cửa để thuyết phục người lạ, trừ khi bạn tự tạo những căn cứ giả để thuyết phục người tiêu dùng. Mời quý vị đón xem video tiếp theo của kỹ thuật chốt đơn.